Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, tính đến sáng ngày hôm nay 25 tháng 5, trong số 6 bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng đang điều trị tại tỉnh, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là các bệnh nhân số 3126 huyện Trực Ninh, 3755 huyện Ý Yên và 3887 huyện Ý Yên. 3 bệnh nhân còn lại đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 từ 3 đến 4 lần. Tính đến sáng nay, toàn tỉnh có 120 trường hợp đang cách ly, điều trị và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh. 39 trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh thuộc thị trấn Côi, huyện Vũ Bản. 33 trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung xã Nam Vân, thành phố Nam Định. 69 trường hợp đang cách ly tại cơ sở cách ly thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh. 98 trường hợp đang thực hiện cách ly tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy. 12 trường hợp cách ly tại vườn quốc gia Xuân Thủy, 18 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng huyện Hải Hậu. 538 trường hợp đang cách ly tại 5 cơ sở cách ly của huyện Y Yên. 28 trường hợp đang cách ly tại khách sạn Hồi An, huyện Vũ Bản. Gần 6.900 trường hợp đang cách ly tại nhà. Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh vừa tổ chức tiếp nhận vật tư y tế tiềm mặt ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của một số tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Hội Lan Kiến Nam Định đã ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh với những vật tư y tế cần thiết như khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ với tổng trị giá hơn 180 triệu đồng. Một số nhà vườn trên địa bàn cũng trao tặng 50 triệu đồng tiền mặt. Sự hỗ trợ đồng hành của các nhà hảo tâm là nguồn động viên tinh thần lớn lao, kịp thời chia sẻ những khó khăn, giúp các bác sĩ, nhân viên y tế thêm vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch. Hiện bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly theo dõi 9 người nghi nhiễm COVID-19.